ADF Cafe. Hợp lý á, chợ ADF hợp lý thế này. Nhận mọi kèo này anh em nào có kèo gì thì cho xin nhận kèo này. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được cả. Anh ông ơi, tôi làm nghề không phải là để bị ăn chửi ông ơi. Không phải làm nghề để ăn chửi ông ơi. Mà tôi top 2 chứ không phải là tôi out top đâu. Tôi top 2 mà, đúng không? Chứ không phải là tôi out top đâu. Vậy tôi làm một điều gì nó quá ngu xuẩn đâu à mấy ông ơi. Tôi mà xếp sang trái nhá, tôi tên đấy nhá, mà tôi xếp sang trái mà tôi vẫn thua nữa ấy, thì mấy ông kiểu gì có mấy ông chửi, mấy ông sẽ bảo là đang thắng rồi mày đổi làm gì óc chó à, đúng không? Đấy, cũng giống như cái ông kia này, xếp thì ngu, tự nhiên đổi đấy, đấy. Nó sẽ là sang một cái chiều hướng là đổi vẫn thua, đấy, chứ không phải là đấy. Nên là thôi. Toàn cái đầu lắm mấy ông ơi. Ờ, anh em nào xem kèo long tộc à, đánh long tộc luôn này. Không có gì cho vào nhỉ, quân đoàn không có này, thợ ma không luôn này, chắc là cho Nocturne vào đi không. Nocturne vào tạm đi này, bàn tay công lý này. Tôi mà đổi sang trái mà thua thì má có ăn chửi còn nặng hơn đấy chứ. Nhưng thôi tôi nghĩ ăn chửi nhẹ như này là được. Vào xem không chịu học đâu, không chịu học bài gì đâu, cứ tìm lỗi sai thôi. Thì nó bây giờ mình cần một con thây ma nữa đẹp luôn á. Tới sau có đồ gì chắc là lắp luôn đánh Quinn Trích nha mọi người. Bài này của mình khả năng Quinn Trích được á. Có đồ sĩ này, sắp có thây ma này. Còn có long tộc thì cũng ngon luôn. Long tộc đánh theo dòng phép cũng ngon. Đánh Zyra cũng được mọi người. Sojin cuồng đao cuồng đủ các thứ ngon. Nước mắt là hai nước mắt găng nữa. Khoai nhỉ. Nước mắt bây giờ nó kiểu căn bản là nước mắt bây giờ không dùng cho nào ngon ấy. Thây ma mình chưa có ấy. Chắc là làm cái găng đi, găng cái bàn tay công lý cũng được. Làm trước cái bàn tay đi. Bàn tay cũng ngon anh em ạ. Bàn tay trước đi này. Nên cho 2 tiền được vào. Xong xếp vô giữa à anh em ơi, mình mà chẳng may á mà xếp vào giữa ấy, xong rồi vào giữa ấy, chắc chắn bị con gấu nhảy, mình sợ là con mực của nó ấy, nó xếp vào giữa là chết anh em ạ. À, chứ biết như nào được anh em ơi. Nói chung là thôi, lỡ top 2 rồi phải chịu thôi, rút kinh nghiệm lần sau lại thôi. Trận đầu ngáo mà anh em, chứ anh em đừng chửi tội nghiệp không. Không có mảnh cuồng đao hay gì, Varus này không ngon đâu. Giờ chỉ có đem hay thêm quá thì thêm... mất 2 lít. Trận trước có kèo của tôi đấy, không biết à, không biết tôi có đọc đâu, trận trước đang tập trung mà tí mất 2 lít cho kèo à, qua cho lại kèo đây ông ơi, hôm qua con gì top 1 2 được 2 lít trận đầu luôn mà không biết sao giờ nó tốt ảo thật đấy. Dạ yeah. cho lại kèo đây tôi có phép, cho lại kèo đây. Mình đang tính là thấy lấy thây ma, chưa có thây ma, chưa có ấy nào. Vẫn đẹp như này thôi. Giáp gai này, bùa xanh. Bây giờ anh em có thể đẹp bằng bùa xanh với cả con dích này ngon đấy. Bùa xanh cần ít phép trước. Đẹp bằng dích hoặc là xong rồi kiểu xoay sang kỵ sĩ gì đấy. Đẹp ở 7 cũng ngon. Có đồ ánh sáng là ngon luôn. Ngon quá, nhà này đang ấy này. Đang cấp luôn không. Tớ sau có bờ đây là đẹp. Có ai chửi đâu à, lại không chửi, lại không chửi, vừa chửi xong vừa thấy chửi xong. Lần sau gặp tình huống như vậy em ép mẹ luôn đi cho đỡ chửi à. Gì đấy ông ơi, gì mà căng đấy, gì mà ép ép, không cần ép ép. Có con át này, con át này má lại thêm đăng nữa. Trận này có nhiều nhà đánh phép phết rồi ấy, thấy ba nhà đánh phép rồi ấy, mình đang tính đánh 5 tay cũng được.
Đấy con ác thì nó có long tộc ấy. Làm cái tí long tộc đi nhở. Đấy con ác vào cho hai con vào kiếm long tộc binh luôn. Chơi game mai chẳng muốn top 1 à? Đúng rồi, tôi vừa mất kèo, tôi vừa mất top 1, tôi vừa mất điểm. Khổ lắm, úi dồi ôi. Mới top 8 xong rồi Tiêu ơi, sao đầu quá. Bạn mới top 8 hả? Mới chơi trận top 8 xong đau đầu. Hồng hồng bạn ơi. Mới đánh freestyle nhá, đánh freestyle thì đánh 5 long tộc nhá mọi người. Cho nó chiến, cho nó chiến, nó xét luôn này, ngon chưa? Đánh vội luôn. Tí một con thây ma nữa thôi là bài mình ok luôn đấy. Con Sion mình có hai đồ rồi. Nhà này yếu này, tôi sau hai chục này. Cố gắng kiếm 5 long tộc sớm là ngon mọi người. 5 long tộc sớm là đẹp luôn. Top 1 2 lít lần cuối à? Ok Fit ơi. Fit đúng Hà Phóng đấy. Ăn 10 củ cho kênh game kèo tận 2 lít. Bạn cứ cười thôi, cười hay cười lắm. Cay đấy nhờ. Trêu tí, trêu tí mà. Trêu tí. Ông Sư Tiền thì mình gặp chưa ta, chưa gặp này. Biết nào ở đây không? Chắc không, chắc không. Mà không thì kiểu gì cũng xem đấy mà, cũng đang xem live. Chết rồi, ông này cứ đổi thế nhờ. Đậu không like á? Like thì giờ này bạn. Hai lít tôi ông ơi, tôi còn cho anh em kèo lên top 1 các thứ. Ok ok, trêu tí mà, gì em ơi. Cái gì? Ăn được của tôi 7 lít rồi thế nào ấy. Ai, đậu á? Ngon thế. Anh lên 1000 điểm 2 lần 7 lít rồi thế nào. Từ từ nhá, bây giờ khả năng là mình tí nữa mình up 6 mình kiếm Galio luôn này. Trứng to đi, xin quả trứng to nào. Trứng to nở ra Galio nào. Tí nữa up 6 nhá, mình cho không thay ma trước rồi mình lên 7 mình Galio xong. Tối nay có ai gắt xài của gì không? Tối nay đậu mà. Đinh Mai cắt rồi, nhầm lên gấp. Nhầm à? Thế tí tí tối tôi cắt được, tối tôi cắt con gì được. Để tí nữa hỏi bóng gì nó xem như nào đó. Ừ, không thì tớ cắt hai ôm. Nếu không hai cắt thì tớ phải cắt hai ôm. Để vì tớ lỡ nhất thì bom rồi. Nhà đấy không đổi bên là mình ăn rồi. Anh em ạ. Kiếm à? Ừ. Tối mai team đánh mà đậu lại cắt. Tối mai team đánh đâu? Thì ấy đánh gì ấy thôi mà. Đậu không đánh á? Tớ đánh á. Các bạn biết tại sao mình không up cấp đâu anh em, up cấp nếu mà vẫn thua ấy thì lỗ tiền. Thứ hai là cái bài của mình ấy, mình đang tính là eco nhiều tiền lên 7 ron ấy, lên 7 ron nhiều tiền thì nó mới ra được. Chứ còn bây giờ để trứng nở, trứng nó không có trứng to đâu. Sao mà lắm thứ thế, lắm đôi thế này. Chắc là tuần sau mình vẫn đôn nhẹ nhá. Bốn đấu sĩ không đánh đâu này. Tuần sau mình cứ đôn nhẹ đi, kiếm kiếm thêm chút tướng 2 sao con Nunu 2 đép tí đã. Mấy nhà này khỏe quá. Nhà này đúng kinh luôn. 4 đấu sĩ 2 sao. Áp 6 mình sợ thua ấy. Xong rồi thứ nhất là không có tiền để rộn luôn. Nhiều đôi quá nhở. Giờ đã cấp cho thầy ma vào trước. Ôi ơi. Không ai đi. Đây đây. Tính làm trận long tộc đây này. Luôn 1-2 cái nhá. Đó, có Lulu 2 con luôn. Xét tự yếu lắm nhưng mà anh em không cần nuôi 3 sao đâu nhá. Trận này thì kiểu là mình đã tính đánh ra ra cũng được ấy. Nhưng mà lắp mất cái bàn tay công lý rồi. Đồ mảnh. Không có mảnh ra ra nữa. Chắc trận này cố gắng đánh long tộc xong rồi build dam bằng từ từ nhé, build dam bằng a phe cũng được đấy mọi người.
đi ra bằng Afe này, xong rồi thì đánh bằng Ace. Lúc đấy phải bán long tộc đi à? Ok. Mình đang tham mà anh em, đánh long tộc phải tham chứ. Mất tí máu ăn thua gì. Mất một tí máu thì không sao. Còn nếu mà đánh chắc thì đánh kích chính mình đánh chắc rồi. Có trường hợp như vừa rồi đó anh em. Đánh kích này thì cứ phiêu lưu thoải mái đi. Phiêu lưu bạn ơi. Nunu cầm bốc đồ ánh sáng thì Sion có cầm bốc đồ không nhỉ à? Nếu mà Nunu cầm bốc đồ ánh sáng thì con Sion nó sẽ chọn một trong hai đồ mà Nunu random ra nhé bạn nhé. Có đồ ánh sáng luôn nhé. Đó, vẫn win nè. 40 tiền này. Giàu mà. Thế nhờ đánh long tộc win trick à? Long tộc win trick. Thật ra đánh bằng thây ma ấy bạn. Long tộc nó chỉ lấy tiền thôi bạn ơi. Bạn bạn rảnh không? Bạn rảnh không? Bạn đếm cho tớ thêm mấy quả trứng một đi. Bạn chơi cái này hay trứng một thế nhở? Quả này 2 là gì? Quả này trứng 2 đấy. Trứng 2 với cả trứng 1 thì nó cũng xem nhau. Quả trứng 3 ấy, quả trứng 3 chứ. Trứng 2 này thì nó cũng chỉ nở ra là cùng lắm là một trong hai con này 3 tiền. Hoặc là con set với cả một con 1 tiền thôi. Ừ, 1 trứng 2 tiền và 1 trứng 3 tiền. Tớ đang định lấy nhá, lấy cung ấy. Thì đánh theo dòng đam luôn. Đấy, mình nhiều tiền và mình xoay thoải mái được. Lấy Lucy cho người ta đỡ lấy nữa này. Hai nhà này lấy Lucy mệt lắm này. Đây, nhà này lấy Lucy là có cung xanh các quyền năng luôn này. Đó. Nhà này không cần cung. Anh Dũng ơi, game này có hack không mà tải trang hack ở trang nào à? Hack à? Game này lại không có hack nhưng mà hơi đen. Có mà. Bạn được thêm một quả trứng một kìa. Sao bạn? Má từ luôn không ra rồi. Còn sau đồ tiếp, cạn tiền, kiếm 5 con tộc. Tin ok bạn. Nhưng mà tớ sau long tộc thì lại tớ phải bỏ long tộc đi á. À phải bỏ thêm ma đi á. Nhỏ. Thì lại tanh thiếu xong rồi đạm thiếu luôn. Đánh thế thì đúng mạo hiểm luôn. Phải lên 8. Nhưng mà tớ đánh 5 long tộc thì hợp lắm nhá. Cứ có 5 long tộc là hay được trứng to lắm. Trứng toàn trứng to thôi, trứng ngon thôi. Kêu đang một đồ mà đồ diệt khổng lồ muốn đẩy diệt ra thì làm thế nào à? Em phải có gỡ đồ em ơi. Không thì phải mua kêu khác ấy. Lấy cuồng đao bạn nhỉ? Cuồng đao đánh AFE à? Ờ, cái ta phè ngon. Tí full đam luôn bạn. Gì đây? Đây rồi. Thiếu con nào bạn? U đi, hay vừa lên không? Này thôi xong đúng không? Ừ. Bình thường là phải cả con này vào thay con Nunu này nhưng mà Nunu đang 2 anh em ạ. Bàn tay luôn. Thế anh em thấy không? Toàn một trứng 1-2 đúng không? Này không nói sai luôn nhá, toàn trứng 1-2 luôn nhá. Trứng vàng rất to. Trứng vàng dễ trứng to lắm thật. Tôi đánh trứng long năm tộc toàn trứng ngon thôi. Cái gì đấy? Cái gì mà chửi nhau đấy? NB Hải. Rồi, bạn ơi mình xóa con mừng cái đã nhá. Nói lên thiên.
Chỉnh to các bạn ơi, ui ui, tôi quả to chưa kìa. Mà đèn thế nhỏ. Quả to thế gì nữa mà. Từ từ tớ xem đó. Căn bản là bây giờ luôn không ngon nhỉ. Chắc lên 8 sớm đi bạn ơi. Tôi nghĩ lên 8 sớm nhá. Lên 8 chiếu con Afe vẫn đánh được 5 lọc tộc này. À chết rồi. Không bán được con này. Ui đậu ơi. Đi thôi xem nó đỏ hẳn nhỉ. Đỏ hẳn, đỏ hẳn. Đỏ hẳn luôn này. Cái này để hai kiếm đi nhỉ. Nếu mà đánh a đánh đánh ấy thì giáp thiên thần là binh luôn này. Cho cái kiếm nữa này. Thông đạo cũng ngon này. Tầm này phải win anh em ạ. Mình đang muốn thắng ấy. Tầm này phải thắng là đẹp luôn đấy. Đậu vào cái đỏ ngay anh em ơi. Tí nữa lên cấp mình cho con Yasuo vào nữa là đẹp. Chờ nốt tôi đồ sau ấy nhá. Để mình xem lấy hai kiếm hay là mình lấy giáp. Lấy giáp thì chỉ có đánh đánh kêu thôi. Còn hai kiếm mình đánh được cả Akan nữa. Ngon quá mọi người, đỏ quá ra luôn con này luôn. Có ai đánh kèo, có kèo trận 5 lòng tộc trận này không nhỉ? Hoàng Thành là top 1 2 lít này, Đức Việt top 1 500 sao, Hải Hồ game 2 top 1 300k, Dương Tùng top 1 lòng tộc 100k, Đoàn Anh Tuấn top 8 50, top 8 50. Đấy nhỉ? Trần Hoàng Đại quân đoàn tiếp sau bạn nhé, quân đoàn tiếp sau mình đánh. Quân đoàn anh em có thể đánh Revenge hoặc là đứa Revenge bây giờ hai con ngon. Zeke và quyền năng ở Zeke chung ngon lắm em ạ, Zeke mất cây kiếm ấy. Mà cái kiếm Afe đang ngon, đang cần ạ. Rồi kiếm rồi, hai kiếm luôn. AC2 này. Đấy, có trứng 3 này bạn. 48. Thôi hai round nữa đi, mình chưa vội đâu ấy. Giáp lửa thì tầm này về lết được không ngon lắm, rồi mình khả năng mình làm cái thông đạo đi. Vâng, anh ơi. Trước nhà một tơn nữa xem có cần ghế vuốt bẫy không. Không cần vuốt bẫy lắm thôi anh em ạ, thông đạo 24.000 đạo, ok. Thông đạo một đồ tanh nữa đẹp. Ok đấy. Ừ, có thông đạo thì chắc là Phạm Tuấn Anh ủng hộ siêu mua máy tính mới 50 sao. Làm sao để có khung bao quanh thanh máu đó cảm anh. Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Có khung bao quanh thanh máu là em phải chơi cái con trứng cái con này này, cái em này, cái con cánh cụt đấy, cái con cánh cụt thanh máu nó sẽ được thay đổi nhá. Với cả cái này có cái khiên này anh em này, nhìn thấy cái khiên không? Còn cái này hình vuông đấy. Của mấy anh em bình thường sẽ là hình vuông, của mình có khiên. Giờ mình đang muốn kiếm thêm ma sứ nữa, trận này mình giữ máu có khi lên 9 nhanh nhá. Giữ máu tí nữa có đồ với cả có thêm tiền đấy là bài mình mạnh luôn. Đấy mà con Afe đẹp này. Trong cái thời gian 50 tiền này. 40 ông ơi, 50 thôi. Cái gì đấy? 2 lít thôi mà pin. Vì tới có 2 lít thôi mà căng thế. Trời ơi. 2 lít thôi mà căng thế. Đấy, bạn đấy thấy không? Toàn trứng to nhá. Trứng này là to rồi á. Cháy cái này hỏng rồi. Ông ơi, kỹ năng mà ông ơi, kỹ năng đép năm long mà. Chỉ sợ không gian năm long thôi, nhưng mà kỹ năng lên lột. Kỹ năng 1.1 ăn phê 2. Kể cả không ăn phê 2, đậu ơi, không ăn phê 2 tớ vẫn đép được mà. Mấy nhà đấy yếu mà. Thì không cháy được không? Ừ, nhà vừa rồi thì toàn nhà yếu mà, hai nhà vừa rồi ấy. Vẫn ăn được ấy. Vẫn ăn được, gặp nhà mạnh quá thì mới cần con AFE 2 để thôi. Mấy hai nhà vừa rồi lo được. Ai đó? Đây nhà này, gặp nhà này cần AFE 2 này. Con AFE, con này nó sẽ chiếu vào con này, không dính con AFE đâu. Hay quá, AFE hay quá. Nói con AFE chạy lên luôn mà. Bắn. Hay quá, biết sấy đấy. Mực này sấy hay đó. Nhưng mà phải bắn nhanh không? Nhanh chứ bạn. Tớ sau lên cấp luôn cho một con này vào này. Năm long win trích khó tả thật tả. Đấy, mình không chấp mình bảo anh em rồi mà. Có hai kiểu đánh năm long. Một là mọi người thì có thể đép năm long bằng con Zyra nhưng mà phải xếp búng góc. Hai là mọi người phải xếp phải đánh bằng con Afe này. Có cuồng đao hoặc là hai kiếm hay là cái gì đấy. Đấy. Hay là mọi người có Temu đấy. Ôi nhiều cái phép nhờ, làm giáp gai ngon này. Má mất tao thì thật. Mày chiếu được. Mày chiếu giáp gai thì giáp gai tanh ngon. Giáp gai cho Galio luôn. Kỹ năng nhưng mà là kỹ năng deadlock à. Gì ấy mọi người, tôi tính chuẩn mà, tôi để tiền để tôi lên 7 tôi roll ra mà.
đọc sẵn bài rồi anh em. Nó thay đổi mỗi cái là tôi lên được AP2 thôi. Đép được chờ bạn nhỏ. À đúng đỉnh đấy. Đép được. Lên 9 nhá, lên 9 đánh kêu hoặc là đánh ác can nhá mọi người. Đùi đánh ác can ngon đấy. Đùi đánh ác can thì không cần cung luôn. Build hiệp sĩ vào là đủ. Ôi nhà này yếu á. Có Garen này, hợp cũng không yếu lắm đâu. Nhưng mà chắc mình mạnh hơn. Có Garen, có con bài cà phê. Tôi sau cho con xin quả trứng 4 đi, là đẹp luôn. Át can đi à, át can lên 9 bạn ạ. Giờ mình không bỏ được con phê, là phê để mình bắt. Nhận này ba nhà bực đúng không? Một nhà đánh kiểu slow roll quick zig ấy, vòng ra. Slow roll nguy hiểm lắm anh em ạ. Ờ kìa. Ờ kìa. Chuẩn như Lê Duẩn đấy nhở. Bạn thấy tôi đánh bài bài này mãn nhãn không? Mãn nhãn bạn đấy. Chính to nhỉ. Đấy, tôi bảo rồi, tự cực kỳ hợp hợp với Nam Long luôn. Nam Long lúc nào mình đánh cũng ok luôn anh em ạ. Mình là có mỗi là đánh 3 Long là mình siêu đen thôi. Chứ Nam Long thì... Cái gì đấy? Hỏng rồi. Hỏng đấy. Chưa chết, ui chết luôn. Nhà này có biến pháp sư, 4 pháp sư rồi. Thôi cũng đến lúc phải thua thôi. Thôi, chẳng đến thế, thôi cần gì nữa. Thắng hơi nhiều rồi. Nhà dích 3 rồi này. Nhà Garen này có phút phút dòng ánh sáng này. Ông này thì mà ôm một đống 4 tiền ngoài này. Sao lại cung ở đây? Dưới máu là có xẻng. À, dưới máu có xẻng. Các bạn ơi. Nico. Nico tôi luôn 8 luôn đấy anh em ạ. Thôi chắc đánh A con này đâu nhỏ tốn thôi được chưa. Nó đổi quả sáng quá. Hay là làm trận 5 Long top 1 nhỉ? Top 1 bằng 5 Long tộc luôn. AP3 cũng được mọi người ạ. AP3 trận này ngon luôn đấy chứ. Mày bán đi cho mấy ông kia chơi nữa. Không ai đánh AP ấy mọi người. Cái vấn đề là không ai đánh AP ấy. Tí chắc đánh AP nhá. AP thì trận này mình giàu, mình có thể bắt nuôi 5 tiền nữa là đẹp á. Đồ mình đánh AP cũng ngon. Ý đổi đồ sang xe du xong rồi các thứ nữa là binh luôn. Hai cái bốc đồ này thì có thể là cho kiểu con gấu hoặc là con Temo cầm ấy mọi người. Mình có máu mà. Cái gì đấy? Đồ lên quân 3 luôn. Hỏng rồi. Bạn ai à? Ui. Thầy nãy làm gì có đời lên vườn nhiều đâu mà sao đời vườn 3 luôn. Ông này cái gì đấy? Ui đúng pro luôn đấy, kiểu rôn ra nhiều quá hay sao ấy. Tí nữa là có xẻng này. Thật á? Bạn ơi, nhà này đời vườn 3 luôn, khi nãy có đúng 3 con. Đâu khi nãy làm gì có 3 con. Điều à? Khi nãy không điều có 3 con luôn. Thề đúng ảo luôn đấy. Sao bạn? Không ra, không hay là lấy xúc sắc nhá. Tớ lên AP3 luôn nhá, cho sớm nhá. Đúng rồi. Tớ có duyên với cái xúc sắc này. Đánh luôn nhá anh em. AP3 luôn. Đôn tí đã, để tí nữa còn đấy, tớ sau nửa trứng rồi. Đây được anh em ạ, không ai chơi, có nhà chơi thì thôi, mình còn suy nghĩ chứ. Không ai chơi thì chuyển luôn. Để Long tộc thêm một chút nữa đi, tham thêm một tí nữa.
Tí nữa thì mình sẽ thay 4 ma sứ với cả Temo với cả thuật sĩ vào. Ivan với cả Temo vào là binh. Con tăng sẽ là tăng con xe du thôi. Máu còn anh em ạ, cứ bình tĩnh. Dưới 40 máu thì tính. Tầm 50 là tính. 50 thì bỏ ra được. Con bực này không có đam đâu nhá, con bực này có mỗi kiếm súng á. Nhưng mà tăng của họ trâu. Ờ, tôi có hai con rồi ấy, xong rồi nhưng mà tôi xuất sắc rồi không ra con nào vẫn hơi đen. Ra con nắc can à? Ờ, ra nắc can. Ừ, ra đen rồi. Bây giờ át can vẫn phải để thôi mọi người, tại vì con A-xe đang là 5 long tộc ấy. Đây rồi. Ôi, lốc à. Tôi nghĩ chờ đi nhở. Tay na này, bỏ kêu đi ha. Đánh Afe ha. Đánh Afe 3 cho mãn nhãn chứ kêu gì đầm này nữa. Bạn đây. Bỏ luôn. Má ơi sao nhiều thứ thế. Chờ đi nghe bà tí mà quả trứng 2 ra một mảnh đồ là ngon đấy. Giờ này nhiều nhà phép phép đây. Ui, cái bọn ác quỷ này bị con Afe counter nhiều. Cứ lia phát chết luôn anh em ạ. Phát đúng counter luôn đấy, tại vì cái bọn quỷ này thường thường nó còn ít máu. Và con Afe nó có hai kiếm này này. Nó đam to lắm. Skill đam to nữa. 290 đam phép mỗi viên này. Lên 9 làm gì anh em, đánh luôn ở đây đi. Đánh luôn ở đây đấy, thì mới có cửa đánh với nhà này này anh em này, đấy. Afe 3 đối đầu với đời vườn 3 nó mới hay chứ. Cái ông này vừa thua. Không ai nhìn thấy, không ai nhìn thấy gì cả. Không ai nhìn thấy, không thấy gì cả. Đúng rồi. Vút sồng mắc binh, vút sồng mắc binh luôn em đi ơi. Vút sồng nó đúng ngon luôn đấy. Ai à? Vút sồng ngon thế, không lấy ông ơi. Từ bây giờ mình phải thôi chắc cái bỏ long tộc đi nhở. Đang tham bạn ơi. Đồ đấy. Thú tượng à, thú tượng đi. Thú tượng cũng hơi đần nhở, thôi lắp đi. Tham một round nữa. Mình xếp bài làm gì anh em. Chưa ra này. Tham thêm tí nữa. Rôn cả đây 53 á. Thôi. Rôn Afe 3 được rồi anh em ạ. Afe 3 mình có lên cấp nữa chứ. 3 con thôi mà. Có ai ôm con nào đâu. Không ai kiểu người ta không để ý ấy. Với cả mình cũng xanh quá. Chả ai để ý bài mình làm gì cả. Mình xanh quá rồi. Người ta ôm nhà nào kiểu mà đang bình thường với cả đang thua nhưng mình vẫn 5 long. 5 chín máu vẫn tơn nữa anh em ạ, làm tơn nữa đi. Đồ. Át can này. Kinh nhờ. Cháy nhờ. Bỏ con Ivan đi không? À con thích đồ đi không? Thích đồ à? Ờ, thích đồ đi. Demo này bạn này. Nhiều đồ mà. Lên. Bạn ấy không thấy AP đâu. Tham như chó đấy, tham như chó đấy. Thôi nhá, nốt tơn đấy anh em ơi. Thôi được rồi, nốt tơn thay xây khung đấy, thay khung đấy. Được rồi, thấy được rồi đấy. Mình nghĩ là này ok đấy, tham một quả trứng nữa thôi. Chứ không một tí nó không nó nở đâu. Tham quá. AP. Bắn chết quen đi. Ủa dồi, quen lắm giáp thế này. Quen, bắn chết quen. Thôi bắn chết quen xong thì phim nó còn nguyên. Ôi vui thế đủ rồi nhá. Đánh 5 long từ 4 chấm đến 6 chấm luôn rồi này. Không có ai ôm cả, mình vừa check rồi. Mình check hết rồi. Kiểu là họ gần chết rồi anh em, họ ôm làm gì nữa. Họ ôm mình là chết với mình nữa, chết với mình nữa đùa.
Người đã phe tôi kiện luôn cái game này luôn chứ đủ. À chết rồi. Vừa làm cái gì đây? Không, lát, lát. Cô bà lên đây là bà lừa, lừa cả hai con luôn. Từ nay tôi lát quá, Bạn hơi run nhở? Hơi nhiều đầu nhở? Cái gì lắm này? Kìa. Lắm quá đồ quá. Iphone mình đâu rồi? Nó thua kìa. Loạn quá, 12 sứ quân rồi anh em ơi. Ủa, có cả xẻng, xẻng từ gáy đúng không? Con này ở đâu đây? Loạn 12 sứ quân anh em, nhiều thứ quá. Phải 3 rồi. Lắm đồ ghê. Lắp một đống đồ luôn đấy, cái lắp bừa, lắp nhanh, lắp vội anh em ạ. Nốt giờ bạn giờ. Nốt bạn ơi, đây là ba. Đây là ba, làm gì có ai cầm con nào đâu. Từ từ nhá, chắc phải bỏ này đi này. Còn được 4 pha sứ rồi cũng chả cần đâu. Ở đây không thấy không ra rồi. Đây là Ascan 2 rồi. Nhưng mà đánh năm long mà cũng ra một cái Neko nào nhở, ảo thật đấy. Đánh năm long từ 4 chấm cũng ra cái Neko nào cho mình nhở. Nó chỉ ra đồ thôi, với cả ra phê ba thôi thì nó không ra Neko đâu. Ờ, nó ra Neko ấy, ra Neko ngon. Ủa, gì gần xong rồi á? Úi dồi, mình ừ, bạn ơi, tớ vừa thắng nhà này hay sao ấy? Bạn nốt đi. Rồi bạn bình tĩnh, tớ chắc tí. Cà bừa tí. Thế nhìn con đắt cái bốc đồ kìa. Có tay luôn đấy. Đổi kinh quá. Cái gì đấy? Bạn ơi, hỏng rồi bạn ơi, nó bắn một con nhanh quá. Cái lượt chết. Quỷ vương rồi. Quỷ vương chắc rồi đấy. Ôi giời ơi. Thắng bằng Temo luôn nhá. Cũng để Dynaba nhở. Nên tớ lỗi, tớ không bắt một con đấy. Thôi thế này đẹp rồi. Anh em nào thấy hay có thể cho mình xin một like nhá mọi người ơi. Mọi người thấy hay cho mình xin một like nhá. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Anh em like ít quá kìa.